Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyện quanh ta hôm nay, chúng ta cùng làm quen với em Hoàng Thanh Tùng, 21 tuổi, trú tại khu phố 4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Từ cách nghỉ cách làm để tạo việc làm có thu nhập ổn định. Học xong cấp 3, Thanh Tùng chọn ở nhà phụ ba mẹ làm đồ giàn mã, nhưng lại chọn một ngã rẽ bất ngờ khi dùng rác tái hiện lại cuộc sống xưa. Gia đình Tùng có truyền thống hơn 20 năm làm đồ giàn mã. Bản thân Tùng từ lúc lên lớp 6, lớp 7 đã phụ ba mẹ làm công việc này. Nhưng từ nghề thủ công đã tạo cho Thanh Tùng tính tò mò kết hợp óc sáng tạo để thành công trong công việc. Nhiều lần nhìn thấy các mô hình tiểu cảnh trên Internet, nhất là khi phát hiện những sản phẩm ấn tượng gồm bìa cạc tông, thanh tre và các que kem, que đũa là những nguyên liệu dễ tìm. Trong những mô hình tiểu cảnh tí hon của Tùng, đa số em tái hiện cuộc sống xưa của người dân miền Tây Nam Bộ. Đó là những ngôi nhà bằng gỗ nổi trên sông. Ở đó có chiếc đò là vật dụng đi lại của bà con dùng sông nước. Có cả con người trong bộ đồ bà ba và vô số những vật dụng như quần áo, bàn ghế, kệ sách, chum đựng nước, chậu hoa, cầu thang, giá phơi. Và có cả những cuộn dây thừng và cục đá che chắn trên mái nhà. Ngoài ra Tùng còn tái hiện cả cuộc sống nơi phố cổ Hội An, sống động, hiện đại. Những mô hình tiểu cảnh nhỏ nhất có kích thước khoảng 20cm, hình tiểu cảnh to có chiều dài từ 30-40cm, rộng 25-30cm. Tùy theo kích thước mà giá thành dao động từ 900.000 đồng đến 4 triệu 600.000 đồng một sản phẩm. Đối với những tiểu cảnh nhỏ, Tùng cần một ngày để hoàn thành, những sản phẩm vừa và to cần tới một tuần. Tuy nhiên khi đã thành thạo, thời gian hoàn thiện sản phẩm của Tùng ngày càng được rút ngắn hơn. Tháng cao điểm nhất, Tùng làm được 30 sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập hơn 20 triệu đồng. Đến nay, Tùng đã bán ra khoảng 150 bộ tiểu cảnh lớn và nhỏ, gửi đi hầu hết các tỉnh thành lớn trong nước. Ngoài ra, qua các bài đăng bán hàng trên Facebook, cái đứa con tinh thần của Tùng đã len lỏi đến tay người dân ở Nhật Bản và Campuchia. Một điều tâm đắc được đúc kết là tính tò mò và sáng tạo của tuổi trẻ sẽ là chìa khóa vạn năng mở ra những ngõ ngách trong cuộc sống để đi đến thành công.